Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Năm ngày 25 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dâng hương tại Đài Liệt sĩ các địa phương và tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27 tháng 7. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019. Huyện Tiên Lữ đẩy mạnh thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm chủ lực. Mô hình thắp sáng nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Tiến. Đoàn thanh niên các địa phương tổ chức 20 lớp dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu niên. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, hôm nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Lịch sử Quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến, Đài tưởng niệm Nghĩa trang Liệt sĩ các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Mỹ Hào, Yên Mỹ và Khoái Châu. Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lê Văn Hưng, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phạm Thị Tuyến, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trần Thị Thanh Thủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tại Đền thờ Anh hùng Liệt sĩ, Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ, Di tích Lịch sử Quốc gia Cây Đa La Tiến và Đền La Tiến, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đặt vòng hoa kính cẩn dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đoàn dâng hương đã bày tỏ lòng biết ơn và nguyện đoàn kết đồng lòng khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, xứng đáng với công ơn của các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng và đoàn đã đến thăm tặng quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho bà Đào Thị Ngà, quê ở xã Quảng Lãng, là vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bộ, bà Hà Thị Trinh, quê xã Đặng Lễ, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Huệ và ông Nguyễn Mạnh Cường, quê xã Hoàng Hoa Thám, là thương binh 62%. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã ân cần thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình chính sách và người có công với nước. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của những người chiến sĩ cách mạng đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết thi đua, lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Đồng chí đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn để các gia đình có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc. Vừa qua, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam dioxin đi điều dưỡng tại làng Hữu Nghị trực thuộc Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ năm 2007 đến nay, Hội cựu chiến binh tỉnh đã tổ chức 11 đợt cho hơn 200 lượt người đi điều dưỡng tại làng Hữu Nghị. Năm nay, Hội cựu chiến binh tỉnh đã lựa chọn 18 người là cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc da cam dioxin để tổ chức đưa đi điều dưỡng trong thời gian 1 tháng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Thị Tuyến ghi nhận những công lao đóng góp của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, khẳng định sự quan tâm chăm lo của tỉnh với công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời mong muốn các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trong thời gian đi điều dưỡng chấp hành tốt nội quy của đơn vị về ăn nghỉ, luyện tập, sinh hoạt nhằm tăng cường nâng cao cả về thể chất và tinh thần. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2019, trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cấp các ngành, các đơn vị đã có nhiều hoạt động tri ân, thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại các địa phương trong tỉnh. Chiều ngày 24 tháng 7, đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến thăm trao quà của tỉnh cho hai gia đình là thân nhân liệt sĩ gồm cụ Vũ Xuân Đôi, 85 tuổi, ở phường Dị Sử, là bố của liệt sĩ Vũ Xuân Tấn. Cụ Nguyễn Khắc Toàn, 91 tuổi, ở phường Phùng Chí Kiên, là bố của liệt sĩ Nguyễn Văn Dĩ. Đồng chí Trần Quốc Toàn cũng đến dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, thị xã Mỹ Hào.
Trong dịp này, thị xã Mỹ Hào cũng đã tổ chức các đoàn đến thăm, trao quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong đó, thị xã tặng 67 suất quà cho gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng, thân nhân liệt sĩ và các thương bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt. Tại huyện Văn Lâm, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Lạc Hồng và Lương Tài. Đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Nhâm là vợ của liệt sĩ Đỗ Văn Sáu ở thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng và bà Đỗ Thị Kỳ là vợ liệt sĩ Đặng Văn Luận ở thôn Phú Nhuận, xã Lương Tài. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Quốc Văn mong muốn các gia đình phát huy truyền thống quê hương, gương mẫu động viên con cháu khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động và tham gia các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Sáng ngày 25 tháng 7, khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh tổ chức dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào ta bị sát hại tại di tích lịch sử quốc gia Cây Đa và Đền La Tiến, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ. Đây là hoạt động nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong dịp này, khối thi đua các doanh nghiệp vốn nhà nước tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình ông Tạ Bá Ngoạn ở xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi với số tiền 60 triệu đồng. Ông Tạ Bá Ngoạn là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy Côn Đảo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các doanh nghiệp thuộc khối thi đua tỉnh cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trong cán bộ, công nhân viên chức, lao động của đơn vị với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Những hoạt động tri ân thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại các địa phương sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh ở phần sau chương trình. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 138 Chính phủ và 389 Quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết quý 1 năm 2019, công tác phòng chống tội phạm và phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình hoạt động của các loại tội phạm và buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn cả nước diễn biến phức tạp. Các đối tượng hoạt động có tổ chức, tinh vi và manh động hơn. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh đã kiểm tra phát hiện và xử lý vi phạm hành chính được 456 vụ, trong đó có 399 vụ gian lận thương mại, 52 vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm và phát hiện 5 vụ hàng giả, qua đó khởi tố 14 vụ và 21 bị can. Kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, các bộ phận tham mưu giúp việc Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ. Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và Ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả các tỉnh thành phố căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động xây dựng triển khai quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động trong công tác nhằm làm tốt kế hoạch đã đề ra. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cùng dự có lãnh đạo vụ xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, đại diện các sở ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố, các đối tác ký kết tiêu thụ phân phối nông sản và các chủ nhà vườn, hợp tác xã, đơn vị chế biến nông sản tiêu biểu của tỉnh. Năm nay, Sở Công Thương đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm có kế hoạch xây dựng chương trình xúc tiến nông sản, tổ chức các hoạt động như xúc tiến tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn, xúc tiến thương mại nông sản với sự tham gia của đông đảo trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà phân phối sản phẩm là một trong những nội dung trọng tâm của chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại của tỉnh. Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản là dịp để đại diện một số doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ nông sản như các siêu thị, hãng hàng không Việt Nam Airlines có dịp gặp gỡ, trao đổi với các nhà quản lý, chủ hợp tác xã, nhà vườn để tìm hiểu rõ hơn về nông sản chủ lực của Hưng Yên, đặc biệt là về quy trình sản xuất nông sản an toàn theo hướng Việt Gáp. Từ năm ngoái thì chúng tôi cũng đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh để đưa nhãn lồng lên chuyến bay và được khách hàng đánh giá rất là cao. Khi mà mình đã đạt được tiêu chuẩn Việt Gáp rồi thì là đủ cái điều kiện rất là tốt để cấp cái chuyến bay rồi. Đây cũng là dịp
để các đơn vị đã từng thu mua tiêu thụ nông sản của Hưng Yên như Bixi, Sài Gòn Coopmart, hãng bán lẻ BRG đưa ra các gợi ý với các nhà vườn, hợp tác xã để nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã sản phẩm. Bởi ngoài sản xuất theo quy trình Việt Gáp, để có các sản phẩm an toàn thì còn phải chú ý đến việc quảng bá, giới thiệu hoặc hình thức, mẫu mã các loại nông sản. Tôi nghĩ cần phải khắc phục đó chính là cái bao bì mẫu mã về sản phẩm cũng như là những chứng nhận về xuất xứ và truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm. Đây là một cái điều kiện bắt buộc khi mà các sản phẩm muốn vào chinh phục những cái phân khúc thị trường cao cấp như là siêu thị, trung tâm mại và hướng đến xuất khẩu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Quang khẳng định Hưng Yên có nhiều hoa quả nổi tiếng được trong và ngoài nước biết đến. Vì vậy, đây chính là dịp để giới thiệu quảng bá sản phẩm nông sản của tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các ngành có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ các chủ vườn trồng theo quy trình Việt Gáp và đăng ký thương hiệu sản phẩm xuất xứ nguồn gốc, loại bỏ các giống hoa quả kém chất lượng, năng suất không cao, chú trọng tới việc nâng cao chất lượng giống cam, nhãn, vải, chuối. Tỉnh Hưng Yên là phải tập trung vào nâng cao cái chất lượng của các cái sản phẩm của chúng ta hiện có, để làm sao chúng ta giữ được cái niềm tin của cái người tiêu dùng, của các cái nhà phân phối, các nhà tiêu thụ. Thì đấy là cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong cái giai đoạn hiện nay. Và cái thị trường chúng ta hướng đến chính là thị trường trong nước, và tập trung chính đối với Hưng Yên chính là cái thị trường Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý ngành công thương cần đẩy mạnh việc xúc tiến nông sản cho nông dân, sớm hoàn thành sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ các hợp tác xã, nhà vườn liên hệ quảng bá sản phẩm trên sàn giao dịch điện tử, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án xây dựng thương hiệu cho từng nhóm các sản phẩm nông sản chủ lực. Các nhà vườn cùng với việc liên kết lại thành hợp tác xã cần phải giữ chữ tín với khách hàng. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức tuần lễ nhãn lồng nông sản Hưng Yên tại thủ đô Hà Nội, phiên chợ cam Hưng Yên tại khu đô thị Eco Park, huyện Văn Giang. Ngành công thương tham gia hội nghị kết nối xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức để đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Dự kiến năm nay, Hưng Yên thu trên 30.000 tấn nhãn quả, 28.000 tấn cam và 64.000 tấn chuối. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo một số siêu thị, nhà phân phối đã ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản với đại diện các hợp tác xã, chủ vườn ở Hưng Yên. Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh, huyện Tiên Lữ đã rà soát chọn lọc được 12 sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện tham gia đăng ký để hỗ trợ phát triển theo chương trình OCOP. 12 sản phẩm của huyện Tiên Lữ đăng ký thực hiện theo chương trình OCOP gồm rau an toàn, lúa giống, bún, bánh đa, nấm ăn, nấm dược liệu, đó, rọ, mành, lợn thịt, bò thịt, táo, gạo, giò chả, bánh gai. Đây đều là những sản phẩm chủ lực độc đáo mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương. Hiện huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền và cử cán bộ có chuyên môn trực tiếp xuống các xã có sản phẩm chủ lực, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình, tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, chuẩn bị lập hồ sơ đánh giá chỉ tiêu nâng hạng các sản phẩm OCOP gắn với từng địa phương, báo cáo lên hội đồng tỉnh vào tháng 9 tới theo quy định. Đến thời điểm này, huyện cũng đã thành lập được 13 hợp tác xã liên kết và là một trong những huyện thành lập được hợp tác xã kiểu mới nhiều nhất tỉnh. Do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu bị mất mùa. Tuy nhiên, gia đình ông Nguyễn Văn Hà ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp nên vườn nhãn của gia đình ông vẫn cho sai quả. Gia đình ông Hà hiện trồng 2 mẫu nhãn với gần 400 gốc nhãn Khoái Châu chín muộn. Ông Hà cho biết, năm 2014, ông bắt đầu sản xuất nhãn theo đúng quy trình Việt Gáp. Do đó, nhãn quả đạt chất lượng thơm ngon, mẫu mã đẹp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên được khách hàng ưa chuộng. Cũng vì vậy, nhiều vườn nhãn trên địa bàn huyện Khoái Châu mất mùa, nhưng vườn nhãn của gia đình ông tỷ lệ đậu quả đạt gần 80% diện tích. Ước tính vụ nhãn năm nay, gia đình ông Hà thu hoạch khoảng 8-9 tấn quả, cho thu nhập khoảng 250-300 triệu đồng. Xin được trở lại với các tin tức về tri ân canh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh và người có công. Xác định chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm. Từ nhiều năm nay, Hội cựu chiến binh huyện Ân Thi đã đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa bằng nhiều việc làm thiết thực.
Bên cạnh công tác rà soát đối tượng người có công, hướng dẫn cựu chiến binh làm chế độ người có công và các chế độ chính sách mới theo đúng đối tượng, hội luôn duy trì 100% hội viên cựu chiến binh tự nguyện tham gia vào các phong trào tình nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, ngoài việc thăm hỏi tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội đã vận động các cá nhân, tập thể, nhà hảo tâm góp tiền ngày công sửa chữa hai căn nhà tình nghĩa cho hội viên tại xã Tiền Phong và thị trấn Ân Thi trị giá 45 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Nhằm tưởng nhớ và tri ân các đồng đội đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trên các chiến trường, năm 2018, cựu chiến binh xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu đã phối hợp với cựu quân nhân của xã thực hiện mô hình thắp sáng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những người con đã yên nghỉ nơi đây. Nghĩa trang anh hùng liệt sĩ xã Đồng Tiến hiện có 62 ngôi mộ. Đầu năm 2018, được sự đồng thuận của chính quyền và nhân dân tại địa phương thực hiện mô hình thắp sáng nghĩa trang anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh phối hợp cùng cựu quân nhân xã Đồng Tiến thành lập ban chỉ đạo tổ chức vận động và tuyên truyền các hội viên chung tay thực hiện theo hình thức tự nguyện. Sau một tháng phát động đã quyên góp được tổng số tiền gần 45 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hội viên cũng tự mua và thực hiện lắp đặt đèn điện chiếu sáng, góp phần tôn lên cảnh quan môi trường, làm cho nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ thêm lung linh ấm áp. Ngày 23 tháng 7 tại nhà văn hóa huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Lâm phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu sắc đỏ Văn Lâm. Với tổng số người tham gia hiến máu là 439 người và đã tiếp nhận được 387 đơn vị máu, tổng cả hai đợt là 444 đơn vị máu, vượt gần 17% chỉ tiêu giao. Những đơn vị có nhiều người tham gia hiến máu là công đoàn nhà máy ống thép Hải Phòng, xã Đình Dù, xã Minh Hải, xã Chỉ Đạo. Số đơn vị máu này được đưa về dự trữ tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị cho người dân. Thời điểm hiện tại, các huyện, thành, thị đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 20 lớp dạy bơi miễn phí và các kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm dưới nước cho hàng trăm em nhỏ trên địa bàn tỉnh. Các lớp dạy bơi được bắt đầu từ khoảng đầu tháng 6, kéo dài trung bình từ 20 đến 90 ngày, tùy vào các lớp cơ bản hay nâng cao. Theo đó, các huyện, thành, thị, đoàn phối hợp với các tổ chức cá nhân dạy bơi và liên kết các địa điểm dạy bơi để dạy cho các em thiếu nhi trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 20 lớp dạy bơi cho hàng trăm các em thiếu nhi với các kỹ năng cơ bản như nổi, lướt trên mặt nước, đạp chân ếch. Việc tổ chức các lớp dạy bơi miễn phí không chỉ giúp trẻ em có thêm kỹ năng phòng tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc mà còn bồi dưỡng và phát hiện nhiều em có tố chất về bơi lội. Thời gian qua, trên địa bàn thị xã Mỹ Hào thường xuyên xuất hiện tình trạng người dân chăn thả gia súc tự do trên các tuyến đường. Chăn nuôi thả rông không những tiềm ẩn nhiều rủi ro về mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng tới vấn đề vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Đã có nhiều vụ va chạm giao thông xảy ra, nguyên nhân xuất phát từ việc thả rông châu bò trên đường. Trước tình trạng này, các cơ quan chức năng của thị xã cần tiến hành xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để tạo sức răn đe, từng bước ngăn chặn tình trạng chăn thả gia súc trên đường. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, người chăn nuôi nhận thức được các mối nguy hiểm rình rập từ việc chăn thả rông gia súc trên đường, làm ảnh hưởng tới tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.